Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt hôm 14 tháng 11 về tội cưỡng đoạt tài sản vẫn đang khiến không ít người quan tâm. Bởi trước đó, ông Nhưỡng là một trong những tên tuổi thường xuyên trả lời trên nhiều phương tiện truyền thông. Ngay sau khi bị khởi tố, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước theo quy định để phục vụ công tác điều tra vụ án. Mới đây nhất, Cơ quan điều tra tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị ra soát, cung cấp thông tin liên quan các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi các địa phương hoặc sở ngành từ tháng 7 năm 2016 trở lại đây. Nội dung văn bản đề nghị phối hợp ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc từ thời gian trên. Đây là bước tiếp theo sau khi cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của ông Nhưỡng và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ án. Trước đó, vào ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, thường được gọi là Cường Quắt, đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cường Quắt cùng đàn em được xem là băng nhóm xã hội phức tạp ở Thái Bình. Băng nhóm này đã tham gia thực hiện nhiều hoạt động trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Về việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, thường được gọi là Cường Quắt, đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Trước đó, vào tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Theo điều tra ban đầu, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều. Từ đó, các đối tượng gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền Phạm Minh Cường và đồng bọn chiếm đoạt của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh đã mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quá trình bắt, khám xét đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng không chỉ làm nóng nghị trường mà còn nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri cả nước. Chiều mùng 1 tháng 12, Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 3 gồm các đại biểu Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ quan tâm các nội dung như vụ án Vạn Thịnh Phát, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị khởi tố bắt tạm giam với các cáo buộc cưỡng đoạt tài sản, phạt người lái xe vi phạm nồng độ cồn. Cử tri Trần Lương Lai và cử tri Trần Phương Mai đề cập tới vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản và đề nghị Tổ đại biểu Quốc hội thông tin thêm về sự việc. Trong khi đó, cử tri Đặng Văn Dành kiến nghị
các cấp có thẩm quyền cần làm rõ các vấn đề trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong đó có việc vì sao Vạn Thịnh Phát lại sở hữu nhiều khu đất vàng, các khu đất này có mua qua đấu thầu hay không, hay việc điều chỉnh quản lý tài chính ngân hàng từ vụ án trên. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Minh Chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri và khẳng định sẽ truyền tải đầy đủ ý kiến tới cơ quan chức năng có liên quan. Đại biểu Lê Minh Chí cũng trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri nêu. Trong đó, vụ việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Lê Minh Chí cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện có cơ chế kiểm soát của Đảng và cơ chế kiểm soát của các cơ quan tố tụng theo quy định. Chúng ta theo dõi quá trình điều tra tố tụng, không nên sốt ruột nghi ngờ, các cơ quan chức năng đang làm theo quy định pháp luật. Đại biểu Lê Minh Chí nhấn mạnh. Đại biểu Lê Minh Chí cũng chia sẻ, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ kia, nhưng không giữ gìn thì vẫn vướng mắc bình thường. Cũng liên quan tới vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết. Vụ án này chưa thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Các cơ quan chức năng đang thực hiện đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Lưu Bình Nhưỡng là một người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng chúng ta ghi nhận. Nhưng những vi phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải xử lý, ông Nguyễn Văn Yên nói. Theo ông Nguyễn Văn Yên, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ. Pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Để quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam thì cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ. Hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát cung cấp kiểm sát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam. Những vấn đề khác còn được các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. Nói về vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Yên cho hay, ông khẳng định trong thời gian ngắn sẽ có nhiều thông tin hơn để hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan, đúng bản chất của sai phạm. Với vụ án Vạn Thịnh Phát, đại biểu Lê Minh Chí thông tin, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 3 vụ án. Hiện đã có kết luận điều tra nhưng chỉ là giai đoạn 1 của một vụ án. Các vụ án khác vẫn đang tiếp tục điều tra nên không thông tin cụ thể tại buổi tiếp xúc cử tri. Đại biểu Lê Minh Chí cho biết, người dân quan tâm theo dõi quá trình điều tra, truy tố, xét xử sắp tới để làm rõ các sai phạm cũng như vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến thu hồi tài sản. Cơ quan chức năng đã suy nghĩ, bàn bạc và làm hết sức. Nhưng vụ án điều tra phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Cơ quan chức năng đã làm hết sức để đảm bảo việc chứng minh tội phạm, thu hồi tài sản, đảm bảo vụ án đúng luật, xử đúng người, đúng tội. Với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, đại biểu Lê Minh Chí chia sẻ, Quốc hội cũng đã bàn về việc ăn cơm rượu, thức uống lên men. Ở tỷ lệ nào thì người dân được lái xe và cần phải ghi nhận thêm. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người dân vẫn phải chấp hành để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phía tổ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng để điều chỉnh phù hợp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!